con tự mẫn chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô bút tha. Dạ dạ con kính sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự. Thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được cắt tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bố Thầy. Dạ chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh mời thượng tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con thành kính tri ân ngài. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Nam mô Bố Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Tịnh Đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học cái bài học Pháp Bà Chì cuối cùng, tức là Pháp cần được tập chứng. Ở trong cái Pháp cần được tác chứng chỗ này, khi mà nói đến tam minh, ba minh thì nó có một vài danh từ và hồi đạo đến giờ chúng ta quen nghe là túc mạng minh, sanh tử minh, lậu tận minh. Ở đây thì dịch là túc mạng trí minh, hữu tình sanh trí minh, chư lậu tận trí minh, thì nghe nó hơi lạ chút xíu. Cho nên thượng tọa giáo sư cũng nên lưu ý đến đây. Mặc dù khác như vậy nhưng mà cũng vẫn là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh thôi. Chỉ có điều là khi mà đối đến ba minh của cha đó, thì ở đây đó là bốc bê đi qua sa nút sức tiết nha năng quý cha, thêm chữ quý cha làm sao hay là trí nhớ tiền kiếp. Bốc bê đi qua sa nút sức tiết nha năng tức là trí
nhớ lại kiếp trước của mình. Satta năng chư tu bồ ba tê nha năng quý cha, mình thứ hai là về trí biết cái sự sanh tử của chúng sanh, chứ không phải là sanh diệt, không phải là sanh diệt mà là sanh tử. Chú tú chú tí và upapata là sanh, chú tí là chết, sanh tử, cái này sanh tử chứ không phải sanh diệt. Rồi cái bên thứ ba đó là asava năng khắc dê nha năng với cha, tức là minh về cái trí đoạn tận lậu hoặc, chứ không phải là chư lậu tận. Chư lậu tận, chữ chư trong trường hợp này chúng ta xài cũng được. Vậy chư là khi nào nói đến nhân vật kìa, nói chư vị hay là chư vật, chư thánh thì được. Chư liệt vị chúng ta dùng để mà cái từ đó là để chỉ cho người. Cho nếu mà chúng ta nói cái làng đó có những ngôi nhà đẹp, những ngôi nhà được xây rất đẹp, những hay là các, chứ chúng ta học có thể là nó chư chư ngôi nhà được, chúng ta có chúng có xài chư ngôi nhà được. Ở trong cái thành phố đó, như thành phố Đà Lạt có những cái ngôi biệt thự ngoạn mục, chúng ta xài chứng nhận được, chúng ta nói chư biệt thự thì nghe kỳ quá. Nhưng mà ở đây không biết tại sao để chư lộ tận chứ. Ở cái chỗ này mặc chỗ trong kinh sách, trong kinh này, in ra như vậy, nhưng mà chứ tôi nghĩ rằng các vị ẩn sư chúng ta nên chú ý chút xíu về cái ngôn ngữ, về cái ngôn ngữ xài cho nó đúng chỗ. Bây giờ xin mời cô Từ Mẫn Quang Hỷ đọc cho chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa Phật Tân vị ẩn sư trụ ngài, ngài sẽ thuyết giảng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con thành kính tri ân ngài Tuệ Siêu. Dạ, sau đây con xin đọc bài. Dạ, Mô Phật xin Xích Như Quỳnh vui lòng bót bài cho Từ Mẫn được không ạ? Hay làm đọc ở trong máy? Dạ. Dạ, xa thú xích dạ. Dạ, sa thú con xin chờ bài dạ. Mô Phật. Kinh Thập Thượng 34, Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 3.10. Ba pháp được tác chứng. Có ba pháp có nhiều tác dụng. Có ba pháp cần phải tu tập. Có ba pháp cần phải biến tri. Có ba pháp cần phải đoạn trừ. Có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng. Ba pháp rất khó thể nhập. Có ba pháp cần được sanh khởi. Có ba pháp cần được thắng trí, thắng tri. Có ba pháp cần được tác chứng. Kata me ta yo tham ma apine yak tiso pa tu yo Kama thattu, Rupa thattu, Arupa thattu, Ine tayo thamma,
Abhinneya katame tayo dhamma sakji sakjika tappa tiso viha puppe niwasa nusa tinya na viha satana chutu papa te nyana viha asawana khaye nyana viha ime tayo dhamma sakjika tappa. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp học Ngài Sư Giác Giới biên soạn 81. Ba pháp cần tác chứng sắc chi ca tắp bà thầm mà đây nói đến ba mình vi hạ. Một, túc mạng minh xuất về ni hòa xà nu xà chi nhà na là trí thông nhớ được các đời sống quá khứ của mình. Số 2. Sanh tử minh Kutu bà bà tà nhành là trí thông biết rõ sự sanh tử của chúng sanh theo duyên nghiệp. Minh này có tên gọi khác nữa là thiên nhãn minh Tiếp bà chắc khúc nà ná. Số 3. Là tận minh Asawatha Yana na là trí thông đoạn trừ các lậu hoặc đắc chứng lậu tận minh và thành tựu quả vị A La Hán. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi quan hỷ thuyết và giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Quốc Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân già quý thiện nam tín nữ. Dạ, không biết là quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn cô Diệu Bình. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học qua ba pháp cần tác chứng sacchikatappa. Thì ba pháp cần tác chứng ở đây nên là thứ nhất đó là túc mạng minh búp bê ni qua sanusa sanusati nhà sati nhà tí nhà ná là túc mạng minh. Cái thứ hai là sanh tử minh chất túc ba bá ba ta nhà ná, tức là cái sanh tử minh hay còn gọi là sanh tử trí hay gọi là thiên nhãn trí đó. Và cái thứ ba là lậu tận minh, thứ ba là lậu tận minh là a sa quá khác sau bát khác là giá nhà ná, đó là cái lậu tận minh. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái tiến trình tu tập của một cái vị hành giả, đặc biệt là khi mà mình nói đến bát minh hay là mình nói đến tam minh, hoặc là mình nói đến cái tiến trình tu tập mà đạt được cái thiền định đạo quả của một cái vị thánh giải thoát hay là một người phàm phu. Một người phàm phu á, để mà chứng đạt được thiền định á, thì người đó phải xem là người tam nhân. Bởi vì khi ban đầu theo di diệu pháp thì người đó tục sinh bằng ba cái nhân thiện, tục sinh có tương ương ba cái nhân thiện,
đó là vô tham, vô sân và vô si. Do vô si tức là có trí tuệ đó, cho nên là vì đó có cái khả năng chứng đắc thiền định hoặc là có khả năng chứng đắc đạo quả. Cái việc mà một cái vị hành giả tu tập đó, để mà chứng thiền đó, là cái sự nỗ lực rất là lớn, nỗ lực rất là lớn. Bởi vì thiền định đó, hay hoặc là thiền chỉ thì có cái khả năng mang lại thần thông thắng trí, gọi là các cái thiền chứng. Mà để mà có được cái thần thông thắng trí đó, tức là có được cái thường thường chúng ta nghe nói là ngũ thông. Ngũ thông ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa đạt được ngũ thông, ngoại trừ cái lậu tận thông thôi. Lục thông là bậc A-la-hán có được chứng được cái lậu tận thông nữa. Còn đối với những người phàm phu, hay là chúng ta thấy rằng các cái bậc ẩn sĩ, các cái vị ẩn sĩ ở trên non cao, trên núi sâu, các vị ấy tu chứng được các cái thiền chỉ, thiền chứng, tức là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo kinh Tạng. Thì cái người mà đạt được tứ thiền thì cái trình độ của nội tâm á, mới có được cái thần thông thắng trí đó. Thần thông thắng trí. Cho nên á, là chúng ta thấy điều đó là mà khi mà có được cái thần thông thắng trí, thần thông thắng trí đó, thì cái giai đoạn mà tu tập của một vị hành giả cần có một cái sự nỗ lực rất là lớn. Khi mà chứng được các cái thiền chứng thì rõ ràng là trong cái thiền chứng nó có một cái lần lượt đối kháng từ các chi thiền để đối trị được những cái triền cái, đối trị được những triền cái. Ví dụ như chúng ta thấy trong cái hệ thống thống thiền á, hệ thống thiền á, thì năm cái chi thiền thì nó tương ứng với lại năm cái pháp triền cái. Thí dụ như là chi tầm á, thì đối trị đối với hôn trầm, đó là một pháp truyền cái. Pháp truyền cái là pháp chướng ngại, trở ngại cho cái thiền định. Truyền cái là pháp trở ngại, chướng ngại cho thiền định. Chi tứ á, thì đối trị với lại hoài nghi. Chi hỷ là đối trị với lại cái sân độc. Chi lạc là đối trị với trạo cử. Và chi định thì đối trị với tham dục. Khi một vị hành giả đắc được tứ thiền mình nói trong kinh Tạng, hay hoặc là trong ngũ thiền di diệu pháp, thì ở cái mức độ mà trình độ ấy đó, thì cái mức độ mà thanh tịnh hay mức độ tâm vi tế ở xả và định của một cái vị hành giả đó. Do vậy thì vị đó mới đắc được các cái thần thông thắng trí. Chẳng hạn như là chúng ta nói đến thần thông thì thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta thanh thông, túc mạng thông, rồi biến hóa thông chẳng hạn. Thì cái việc đó là một cái vị mà đắc định. Khi mà mình nói đến thì trong ba cái loại thần thông này đó, hay là ba cái minh này á, khi mà mình nói đến ba cái minh, tức là phải nói đến cái sự tu tập. Ví dụ như là mình biết rằng các cái vị ẩn sĩ đó, nếu mà chứng được cái túc mạng minh hay là sinh tử minh đó, thì ở đây là các vị đó có được cái nhớ được cái đời sống quá khứ của mình, hoặc là biết được cái nhân duyên nghiệp của cái hành nghiệp của mỗi chúng sanh mà cho tái sanh ở mỗi cảnh giới khác nhau. Thì khi mà mình nói đến ngũ thông á, thì cái vị mà đối với người phàm phu thì rõ ràng là có tu lắm, có tu cao đến cái mức độ mà chứng thiền của trong ngũ thiền hay là tứ thiền trong kinh Tạng á, thì vị đó có thần thông thánh trí, nhưng mà trừ cái lậu tận thông ra thôi,
Còn lại là năm cái thần thông kia đều có, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và biến hóa thông. Túc mạng thông tức là biết được cái đời sống quá khứ của mình. Rồi cái tha tâm thông tức là biết tâm được của những người khác, biết tâm được của những người khác. Rồi cái biến hóa thông tức là biến từ cái hình ảnh này sang tới hình ảnh kia, một quá quá trăm, trăm quá ngàn, rồi ngàn quá một lại, thì cái đó là cái biến hóa thông. Hình ảnh này tới hình tướng kia thì do cái thần thông đó. Mà xin thưa quý vị rằng trong cái quá trình tu tập của một vị hành giả, sở dĩ mình nói đến thần thông thắng trí là nói đến cái việc mà một người mà đắc định, thì cái vị mà có được cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, hoặc là túc mạng thông, hoặc là biến hóa thông, thì ở đây chúng tôi không có nêu hết là cái đề mục nào sẽ đưa đến cái thông nào, nhưng mà đến mức độ nào đó thì cái vị hành giả có được cái thần thông đó, chẳng hạn như nói đến cái túc mạng thông. Nhưng ở đây tức là biết được, cái nhớ được, biết được. Sở dĩ có cái chữ chữ đây tức là cái chữ minh đó. Thì khi mà mình nói đến người phàm phu mà chứng được các cái pháp thần thông đó là được đạt được ngũ thông, nhưng mà bậc thánh đó, đặc biệt là bậc thánh vừa là tu được cái thiền chỉ, tức là chứng đắc định được sơ định, nhị định, tam định, tứ định đó, ở trong kinh Tạng, và đồng thời là chứng đắc quả vị thánh nhân đó. Quả vị thánh nhân thì vị đó, đó là đạt được cái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó. Thì cái vị đó, đó là có được một cái thông cuối cùng, đó là lậu tận thông, tức là sau khi liễu tri được tứ đế, giác ngộ thắng tri được tứ đế và chứng tri được tứ đế, tức là trí trí mà biết được cái về tứ đế một cách rành rẽ, vị ấy giác ngộ đoạn tận tất cả các lậu hoặc để chứng quả vị vô lậu giải thoát là quả vị A La Hán, thì vị đó có gọi là thần thông, gọi là lậu tận thông. Bây giờ khi nói đến cái việc mà một người mà chứng được túc mạng thông, túc mạng minh, tức là nhờ cái trí sanh khởi lên ở một cái giai đoạn tu tập của một vị hành giả. Mà ở đây ấy, chúng tôi xin nói mà cái người hiện thần thông được thì cái vị đó phải là vị đạt được cái trạng thái tứ thiền ở trong kinh Tạng, hay là ngũ thiền trong kinh Tạng. Mà nếu với một cái người mà hiện thần thông, hay là có những cái thần thông mà biết được đời sống quá khứ của mình, của duyên nghiệp của những chúng sinh khác, thì đối với cái người phàm phu và thánh hữu hậu đều sử dụng bằng với cái tâm ngũ thiền để hiện thần thông. Chứ còn ở tứ thiền ở trong, nói trong cái diệu pháp, hay là tam thiền ở trong kinh Tạng thì cũng không đủ khả năng để hiện thần thông. Cho nên là chúng ta thấy trong duy diệu pháp là cái tâm thông là cái tâm mà biến hiện của cái trạng thái của ngũ thiền, trạng thái của ngũ thiền, cái bóng của ngũ thiền. Như vậy thì đối với thánh hữu học, tức là bậc thánh tam quả mà hay, hoặc là bậc thánh nhị quả, hoặc là bậc thánh tam quả, sơ quả, hay là mà cái chị vị đó phải đạt được cái trình độ ngũ thiền á, thì vị đó mới có thể hiện thần thông được. Còn bậc thánh vô học thì sử dụng bằng tâm tố ngũ thiền, tâm tố ngũ thiền, cái tâm của một vị A La Hán sử dụng ở đó. Thì ở đây khi nói đến cái túc mạng minh á, thì phải nói là cái trí của vị đấy thông nhớ kiếp, thông nhớ thông suốt tất cả các đời sống quá khứ của mình, tất cả các cái đời sống quá khứ của mình. Trong kinh Tương Ưng ấy, thì Đức Phật ngài dạy rằng vô thủy là luân hồi. Vô thủy luân hồi là sao?
cái đời sống luân hồi của chúng sanh đó, thì nó không biết khởi thủy từ đâu. Nhưng mà rõ ràng là có cái dòng tiến trình sinh tử luân hồi từ khởi thủy tới bây giờ, chúng ta cũng không biết từ đâu. Cho nên nếu mà nói ai sinh ra ai á, thì Phật giáo không có nói. Phật giáo không có nói một đấng thần linh tạo hóa nào để sinh ra ra mình hết. Và cũng không có một đấng tạo hóa nào hủy diệt mình. Mà là tiến trình sinh tử luân hồi. Do đó Phật dạy về giáo lý duyên khởi, tức là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Như vậy thì cái tiến trình sanh tử của chúng sinh á, là do cái này có, cho nên có cái kia. Thì ở đây khi nói túc mạng minh, tức là nhớ cái đời sống quá khứ của mình. Như vậy thì từ khởi thủy tới bây giờ, từ xưa tới nay đó, chúng ta không biết rằng, chúng ta không biết rằng là chúng ta sanh như thế nào. Thường là chúng ta không nhớ được kiếp trước, không nhớ được kiếp trước. Phần lớn, phần đông, đại đa số là chúng ta không nhớ được kiếp trước chúng ta là gì. Bởi do chúng ta không có năng lực đặc biệt để chúng ta nhớ kiếp trước của mình. Hoặc là chúng ta không có do một cái phước gì đó đặc biệt để chúng ta nhớ được cái kiếp sống quá khứ của mình. Hoặc là chúng ta không thể có được một cái chánh niệm trước khi chúng ta tục sinh, cho nên chúng ta không thể nhớ kiếp sống của mình. Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con cũng biết là Thượng Tọa cũng rất là bận như việc. Hôm nay cũng rất là quan hệ có Thượng Tọa vô. Hy vọng nếu mà tí nữa Thượng Tọa có thể điều họp được lớp học và cái điều quan hỷ cho đại chúng. Dân gian thì người ta gọi là do mình ăn cháo lúa, mình không biết được cái kiếp trước của mình. Nhưng mà rõ ràng là cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta chiêm nghiệm lại kỹ đó, là có thể nói rằng trong Kinh Tương Ưng Đức Phật ví dụ rằng cái kiếp luân hồi của chúng ta sinh tử đó, có thể nói rằng máu mà chúng ta chảy đó, quân bình cơ thể của mình là 40 lít máu thôi. Nhưng mà máu chúng ta chảy ra đó thì có thể là bằng sông. Máu nó chảy bằng sông. Mà xương chúng ta chất có thể là bằng núi. Thì qua cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng là có lẽ là chúng ta luân hồi từ vô lượng kiếp tới giờ rất là nhiều. Rất là nhiều. Cho nên là trong ba cõi sáu đường đó, có lẽ là chúng ta có hiện hữu đủ hết. Ba cõi là cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới. Chúng ta đủ. Cõi dục giới có lẽ là chúng ta có mặt hết 11 cõi dục giới. Cõi sắc giới chỉ trừ 5 cõi thánh ra thôi, tức là 5 cõi tịnh cư thiên đó, chúng ta chưa có chứng quả thánh, chúng ta không có mặt ở trong cõi đó. Còn những cảnh giới còn lại có lẽ là chúng ta cũng mặt. Và 4 cõi vô sắc chúng ta có đều có mặt. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Và chưa có kể là cái người tác tạo ác nghiệp bất thiện thì sanh cõi khổ, cái người cạo tạo thiện nghiệp thì sanh cảnh cảnh với vui. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta sanh tử luân hồi rất nhiều. Có khi thì mình làm chư thiên ở cõi dục giới, cõi tư thiên vương, cõi đau lợi, cõi đấu sức, cõi dạ ma, cõi quá lạc thiên, cõi qua tới tự tại. Ví dụ vậy, quá tự tại. Thế hoặc có khi chúng ta làm người, nhưng mà lỡ như mà một khi ấy, chúng ta gieo cái nghiệp bất thiện ấy, thì chúng ta sanh vào 4 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tu la. Nhưng mà khi mà mình nói làm người đó, sở dĩ mà mình nói làm người đó thì rõ ràng là cái nghiệp mà tái sanh để cho chúng ta tái sanh đó, thì quý vị biết rằng có khi thì giống như người ta nói là quan với nhau. Chúng ta nhớ ra trong Kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện của bà
nữ thánh cư sĩ chứng tam quả. Một hôm chư tăng nhân một lần nọ chư tăng đến đó nhập hạ, bà thì chứng tam quả, cho nên là nào đó tu chứng của bà và biết được tâm trạng, tức là biết được cái tha tâm thân, biết được cái tâm của các vị tỳ kheo ý muốn cái gì, tức là bà biết vị tỳ kheo thì thích ăn cái món này hoặc là thích ăn món kia, bà liền hộ độ cho chư tăng cái món đó. Cho nên là sau cái lần đi nhập hạ về thì các vị tỳ kheo thấy cũng không muốn đến đó nữa. Rồi có một vị tỳ kheo đó là nhờ cái sự hộ độ của bà mà vị tỳ kheo này đã có thể là thấy rằng là khi mà mình khởi ý nghĩ gì đó, rồi là bà tín nữ này đều biết hết á, cho nên là ngại suy nghĩ những gì mà muốn ăn hay là muốn nghĩ này kia, cho nên là sợ bà nghĩ mình nghĩ cái ý nghĩ xấu đó, thì bà này nắm bắt được cái dòng tư tưởng của mình á, cho nên là bà khổ độ liền, rất là ngại. Sau khi mà trở về nhập hạ xong, trở về đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật thường là hỏi các vị tỳ kheo ở đó nhập hạ có được an lạc hay không, tu tập có được tiến bộ hay không, và vật thực có thể dễ dàng hay không. Thường là Đức Phật ngày quan tâm đến chư vị tỳ kheo khi nhập hạ ở xa về. Thì vị tỳ kheo này mới nói là bà tín nữ biết được cái tâm lý cho nên rất là ngại. Thì Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo, đặc biệt là cái vị tỳ kheo mà này đó, là sẽ đến chỗ đó nhập hạ. Quả thật là vị này nghe Đức Phật nói như vậy, cho nên là mùa hạ năm sau vị này lại tiếp tục đến chỗ đó để nhập hạ. Và từ cái việc hộ độ của người tín nữ đó, bà tín nữ chứng quả tam quả đó, bà mới vị tỳ kheo này mới chứng quả, mà chứng chỉ là quả, chắc có lẽ quả hoặc là diễn quả. Rồi như vậy đó thì vị này cũng nhớ được cái kiếp trước của mình, rồi nhớ được cái kiếp trước của mình đó, là thấy cái bà ta đó, kiếp trước của bà, nhiều kiếp trước đó là bà làm vợ của vị tỳ kheo này, vợ của tỳ kheo này, cho nên là cái vị tỳ kheo này mới cảm thấy nó buồn, cảm thấy như là không hài lòng. Rồi cái bà tín nữ này đó, cái năng lực tu tập của mình, thần thông thánh trí của mình, mà bà tín nữ này ráng cố gắng dắt dẫn cho cái vị tỳ kheo này nhớ thêm một kiếp nữa, dài kiếp nữa, thì quả thật rằng là có kiếp cái vị tỳ kheo này là chồng á, trước đây kiếp trước là người chồng á giết bà ta. Như vậy thì có kiếp thì bà ta giết vị tỳ kheo này, mà có kiếp thì bà này cũng, ông vị tỳ kheo này giết cái bà tín nữ này. Cho nên ở đây nói như vậy để cho chúng ta quan trái từ đời nhiều kiếp. Cái việc mà biết được cái đời sống quá khứ của mình nó rõ ràng trong từng kiếp, chúng ta biết rằng cái kiếp đó là sanh làm một vị chư thiên, vừa sanh làm một vị thiên ở cõi trời này, hoặc sanh làm người ở nơi đâu, nơi đây, nơi đó, vâng. Chúng ta nghe được một vài câu chuyện, có một chúng tôi nhớ năm 1991-92 chúng tôi có một cái băng của một cái vị sa di nhỏ này nè, mà tụng cái bài kinh Tham Ma Chắc, mà được nói là từ ở Sri Lanka. Cái vị sa di này không từng học cái bài kinh này, nhưng mà thuộc danh sách, mà biết rằng là nhà báo lại phỏng vấn, thì cái vị tỳ kheo này, cái vị sa di này còn nhỏ mà nhớ được như vậy, rồi cũng nhớ là kiếp trước mình cũng là người tu, cho nên chúng ta thấy rằng mình học Phật pháp á, nó không có, mình nhớ rồi á, nó trở thành cái mà của mình rồi đó, thì mình không bao giờ quên. Bây giờ chỉ cần gợi nhớ lại là bắt đầu là mình nhớ hết toàn bộ, giống như cái chú sa di này nè, chú sa di này thôi, còn nhỏ thôi, nhưng mà lại nhớ kiếp trước của mình, rồi nhớ luôn những cái bài kinh, đặc biệt là cái bài kinh chuyển pháp luân Tham Ma Chắc Ca Quát Ta Na, đọc danh sách luôn, rõ ràng luôn. Rồi cái vị này nè,
cái vị sa di này nhớ kiếp trước mình là một vị tu sanh ở làng đó như vậy vậy, rồi sau mình chết ông nội ba cha của mình là như thế nào nhớ luôn. Thì sau khi các nhà báo ta phỏng vấn vậy, ta tin rằng thấy rằng là cái cậu này là một cái trước đây là một cái người tu, một nhà sư tên đó vậy vậy, giờ kiếp này sanh lên một chú bé nho nhỏ rồi đi tu nữa, rồi chưa có từng học bài kinh gì đó, rồi lại nhớ hết tất cả. Thì ở đây có một điều đó là khi mà nói đến túc mạng minh, túc mạng minh tức là nhớ đến kiếp sống của mình từng kiếp một, từng kiếp một. Kiếp này sanh làm người ở đâu, làm cái gì, sống ra sao, rồi kiếp này sanh làm một vị thiên ở cõi trời này hoặc là ở cõi trời kia chẳng hạn, rồi kiếp này sanh vào khổ cảnh hoặc là kiếp kia sanh vào khổ cảnh, vị đó đều biết rõ. Cái biết rõ đó đó để chúng ta thấy rằng cái đời sống luân hồi nó rất là dài, chỉ có khi nào mình đoạn được căn nhân của phiền não đó, thì mình mới chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên là cái bài mà giống như là khúc khải hoàng ca của Đức Phật đó, trong kệ ngôn pháp cú mà Đức Phật ngày nói đó, lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Để người xây dựng nhà này đó là gì? Là tha mái, là vô minh, là phiền não xây dựng nên cái thân ngũ quẩn của mình. Ngũ quẩn này nó có thể hiện khởi ở có mặt ở trong cõi dục giới, ngũ quẩn này có mặt ở khiến cho mình có mặt ở trong cõi sắc giới, hoặc là ngũ quẩn này do vô minh và tha mái cho nên là khiến cho mình phải có mặt ở trong cõi vô sắc giới. Tất cả những điều đó lại đều là do vô minh và tha mái mà ra. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ngài cũng dạy ở trong kinh Thập Thượng hôm rồi, chúng ta có hai cái chi pháp đó, đó là vô minh là và ái đó, là hai pháp cần phải đoạn trừ. Tại vì nếu mà một người mà chưa đoạn trừ được những cái pháp đó, đó hai cái pháp vô minh và tha mái đó, thì rõ ràng là còn sanh tử luân hồi hoài hoài, không có chấp dục. Thì ở đây khi nói đến cái túc mạng minh tức là nhớ được cái kiếp trước của mình ở nhiều kiếp như vậy, thì cái biết đó, đó biết của một, theo chúng tôi nghĩ đó là cái biết của một cái người đắc thiền, phàm phu mà đắc thiền đó, nó khác với một cái biết của một vị thánh a la hán mà vừa đắc thiền hiện thế mà chứng quả vị a la hán. Rồi cái biết của một vị a la hán tinh văn khác với một cái vị chánh đẳng giác, bởi vì cái vị chánh đẳng giác thì biết không cùng tột, biết được cái duyên nghiệp, biết được cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, nhân duyên nào mà chúng sanh ở trong cái cõi đó và căn hạnh tánh của những chúng sanh đó như thế nào, vì chánh đẳng chánh giác biết được những điều đó. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó là có một cái hồng danh, cái hồng danh mà gọi là chánh biến tri, biết một cái điều chân chánh, biết được các cái pháp vận hành của cái thế giới này. Thế giới tức là mình nói là các cái cảnh giới mà chúng sanh có mặt, các cái tâm đức của các cái chúng sinh hiện hữu ở trong các cái cảnh giới đó, hạnh nghiệp ra sao, khuynh hướng ra sao, Đức Phật ngài đều biết những điều đó. Nói đến cái sanh tử, cái trí thứ hai, cái trí thứ hai ở đây tức là sanh tử minh. Cái sanh tử minh ở đây là cha tu ba đó, ba ba ta nhà đó, có nghĩa là sanh tử minh là sao? Ở đây đó là cái trí không biết tất cả sự sanh tử của chúng sanh, của chúng sanh nha, chứ không phải riêng mình, của chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh thì mình gọi là chung. Chúng sanh ở đây là hả những gì mà loài hữu tình có hiện khởi hiện hữu ở trong tam giới này thì được gọi là chúng sanh hết, gọi là chúng sanh đó. Mà ở đây đó là biết cái sự sanh tử đó thì do duyên nghiệp gì,
do duyên nghiệp gì. Cái sanh tử minh này đó còn có một cái tên gọi khác, đó là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh ở đây nói đến cái mắt á, con mắt. Một con mắt ở đây không phải là mắt thịt, không phải mắt thịt, mà ở đây là nói đến cái mắt của trí tuệ, mắt của một cái người chứng đạt thần thông tăng trí. Cái sanh tử minh ở đây đó thì quý vị biết rằng là biết duyên nghiệp. Cái nghiệp thường là ta sanh trong như tiểu nghiệp phân biệt. Phật ngài dạy rằng là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Cho nên cái chuyện mà cao sang hay thấp hèn, ưu hay là thắng đó, hay liệt đó, ưu thắng hạ liệt gì đó, thì cái đó đều là do hạnh nghiệp chúng sanh. Chúng ta thấy rằng là có khi trong cuộc đời này là mình thấy người đó bị nạn tai hay là bị chết một cách oan uổng, thì chúng ta lại nếu một cái nào đó gọi là đột ngột đó, chúng ta cảm thấy như đó là người đó đức hay là chết thê thảm hay là khổ như vậy, thì tại sao như vậy? Chúng thấy rằng là người khi nhiều người ta ăn hiền ở lành, nói cái từ ăn hiền đó là nó có giống như là cái người mà họ sống đời sống bằng cái thiện nghiệp, nhưng mà rồi họ bị cái quả nghiệp của đời trước đâu biết được, tự nhiên họ bị một cái nạn tai gì đó, họ chết một cách thê thảm, thì hoặc là họ chết một cách đột tử, đột ngột như vậy, chết còn trẻ là chết mau lẹ như vậy, bị nạn tai chết tại sao oan uổng quá, chết sao vậy? Thiền mà họ biết làm những thực hiện những điều thiện, họ tránh xa điều ác mà sao, tại sao vậy? Thì chúng ta cũng biết đó là nhân cái hành làm nó chưa mà cái ác nghiệp của quá khứ chúng ta đã làm thời trổ quả ra. Cho nên khi cái ác nghiệp nó trổ ra thì mình thấy mình làm điều thiện nhưng mà mình vẫn bị những cái nạn, cái kiếp nạn, những cái khổ sở như vậy, thì rõ ràng chúng ta thì nhìn vào á, thì có lẽ là chúng ta cũng không biết được. Và nhiều khi chúng ta thấy tại sao nhân quả nó bất minh quá đi, nhân quả bất công quá đi, nhân quả nó bất công, nghiệp nó bất công quá đi. Tại sao mình làm điều thiện, tránh xa điều ác mà mình lại gặp khổ vậy? Trong khi có người thì người ta làm ác mà sao người ta lại khuây khuây như vậy? Thì mình nhìn như vậy, rõ ràng là nghiệp thì có những nghiệp nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại. Đó là tùy thuộc vào cái tốc lực tâm hay cái động lực tâm của mình thôi. Chúng ta có 7 cái sát na để tạo nên cái nghiệp. Thì theo trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì ngài Bồ Tát Vô Xá ngài nói là từ cái sát na thứ nhất đó, có 7 sát na, cái sát na thứ nhất đầu đó thì ở đây nói đến cái sát na tức là cái con số điếm của trong Phật giáo, chỉ ra nó rất nhanh. Chúng ta có thể hình dung rằng một cái ống trúc mà chúng ta bỏ 7 cái viên bi ở trong, thì từ bên đây chúng ta đẩy qua thì tự động đẩy qua thì cái viên bi đầu tiên nó sẽ chạy ra trước, rồi đến viên bi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chẳng hạn vậy. Thì khi mà 7 cái sát na tạo nghiệp đó thì có thể là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp. Thì khi mà chúng ta tạo bằng cái sát na thứ nhất đó, thì nó có cái khả năng trổ ra cái gọi là hiện báo nghiệp, tức là cái nghiệp mà nó trổ ra ngay trong trước mắt, trong đời sống hiện tại này, nó không phải đợi đâu xa. Rồi có những thiện nghiệp thì nó trổ ra gọi là đời sống kế tiếp, gọi là sanh báo nghiệp. Mà sanh báo nghiệp ở đây đó thì quý vị hiểu rằng nó là sát na thứ bảy. Sát na thứ bảy tức là mình hiểu hình dung đó là một cái sát na, một cái viên bi cuối cùng
duyên bi cuối cùng. Còn năm cái duyên bi chính giữa, tức là năm sát na chính giữa đó, chúng ta hình dung nó như là nó là có cái khả năng trổ ra cái hậu báo nghiệp. Thì cái sanh báo nghiệp đó là sau khi chúng ta tắt thở, chúng ta từ bỏ cái kiếp sống này, thì chúng ta nhận lấy cái nghiệp đó, dù là thiện nghiệp hay lại. Nhưng mà cái hậu báo nghiệp đó, tức là năm sát na giữa đó, thì nó có khả năng trổ ra bất cứ đời sống nào ở trong kiếp sống luân hồi của mình. Cho nên nó nhiều khi mình làm thiện, mình tu tập, mình tạo những điều thiện, mình tránh xa điều ác, và sao mình bị gặp quả khổ, mình đâu có ngờ rằng chính cái ác nghiệp của mình nó tạo quá khứ. Ác nghiệp tạo quá khứ. Bây giờ nó đeo đuổi theo kịp thì nó trổ thôi. Cho nên là không có gì mà bất công ở đây ở trên phương diện nhân quả. Có thể nói rằng là mình rõ ràng là khi mà mình sanh được cảnh giới vui là do mình tạo thiện nghiệp. Điều đó chắc chắn như vậy. Sanh cảnh giới vui là mình tạo thiện nghiệp. Do vậy thì mình sanh cảnh giới vui. Cảnh giới vui là dục giới vui, thì chúng ta thấy ở cõi trời dục giới, ở cõi người cho đến sáu cái cõi trời dục giới cũng đều là gọi cõi giới vui hết. Nhưng mà nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện đó thì rõ ràng là cho chúng ta sanh vào bốn cái khổ cảnh, các cái cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì với một cái người mà có cái trí mà biết được cái đời sống của duyên nghiệp của mỗi chúng sinh đó, thì cái hạnh nghiệp nào chúng ta sanh về cảnh giới nào, cõi nào, hạnh nghiệp nào chúng ta cho tối sanh về cảnh giới nào. Chẳng hạn như giờ này, chúng ta biết bố thí, biết đường, chúng ta biết trì giới, chúng ta biết cung kính, chúng ta biết phục vụ, hoặc là chúng ta biết nghe pháp, hoặc là chúng ta biết hồi hướng phước tạo cải chánh tri kiến. Thì cái việc mà chúng ta làm những điều thiện đó, thì tùy theo cái điều thiện đó có thể là đưa đến các cái quả khác nhau. Nó có thể tương ưng trí hoặc là ly trí, có thể là hữu trợ hoặc là vô trợ, hoặc là tính cách của thọ xả hay là tính cách của thọ hỷ. Tâm thiện của chúng ta là vậy. Cái điều đó nó cũng đưa đến cái quả thiện, nhưng mà quả thiện nó cũng có khác nhau. Quả thiện cũng khác nhau. Giống như là chúng ta thường được nghe cái câu chuyện mà chúng tôi nghe cái đọc cái câu chuyện trong kinh Trường Bộ, có cái thanh niên Uttara cũng như là vua, có một vị vua khi mà bố thí như vậy đó, thì sai người gia đình của mình, những cái người mà tùy tùng của mình bố thí, chứ không có chú tâm tới cái gì tế đàn, không có gì chú tâm tới việc cúng dường để tăng chúng. Mặc dù làm vậy, nhưng mà sai người khác làm, không đích thân mình làm, hoặc là mình làm cho có làm, chứ không có một cái sự chủ tâm bằng cái sự hiểu biết, bằng giới thể hiện, bằng với cái tâm thành kính, hay là cái sự hiểu biết của mình và tính mình thể hiện bằng thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, không có. Và do vậy đó thì còn thanh niên Uttara đó thì ngược lại, vua Bijasi, chúng tôi nhớ không lầm là vua Bijasi, thì vua Bijasi làm vậy đó, những cái người tùy tùng của mình làm những cái việc tế đàn cúng dường này kia. Nhưng mà thanh niên Uttara đó thì lại là sao, là tự tay cúng dường đến với tăng chúng, tự tay mình làm những việc đó cúng dường với tăng chúng, rồi tự tâm mình quan hỷ, hiểu được cái việc làm của mình, quan hỷ trong việc làm của mình và tin ở trong cái việc làm của mình, do rằng mình bố thí cúng dường như thế này đến với tăng chúng thì cái quả nó thù thắng như vậy. Cho nên là cũng là hai việc, cũng là hai người đồng chung bố thí cúng dường với tăng chúng. Nhưng mà thanh niên Uttara mới nói như vậy: đời nay gặp được vua Bijasi, nhưng mà đời sau Uttara không bao giờ gặp vua Bijasi. Ý muốn nói tức là ngay cả hai cái việc thiện hành giống nhau, việc làm giống nhau là bố thí cúng dường, nhưng mà nếu như mà một người vì lòng tin mà bố thí, hay là một người vì lý do nghĩ như nọ mình bố thí, không phải dần vì lòng tin, không phải là bằng với cái thiện nghiệp hoàn toàn đó, thì rõ ràng là cái quả nó cũng khác nhau. Cho nên là thanh niên Uttara mới nói rằng
đời nay gặp vua Bí Gia Xí nhưng mà đời sau không gặp vua Bí Gia Xí. Có thể là hạnh nghiệp của mỗi người nó cho tái sanh mỗi cảnh giới khác nhau, mỗi cảnh giới khác nhau. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái hạnh nghiệp của cái người bố thí, hạnh nghiệp của cái người niệm chánh niệm, hay là hạnh nghiệp của người cung kính phục vụ, hay là hạnh nghiệp của một người giữ giới để trang nghiêm nội tâm của mình, ví dụ vậy. Nhưng mà mình chưa có phải chứng đắc được đạo quả thiền định thì chúng ta cũng sanh về cảnh giới dương thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện thì chúng ta sanh cảnh giới khổ. Rồi á, là cái người mà tu chứng thiền á, thì cái người đó họ cũng tùy theo cái thiền định, họ chứng thiền sắc giới thì họ sẽ sanh về các cái cõi sắc giới. Chứng sơ thiền thì cho sanh về ba cõi sơ thiền, chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì sanh về ba cõi tam thiền, chứng tứ thiền thì sanh về bảy cõi tứ thiền, nói theo kinh bản. Thì ở đây là do cái hạnh nghiệp của mỗi người, cái hạnh nghiệp của mỗi người. Và cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện thì người đó phải sanh vào cõi cảnh. Cái người mà chứng thiền vô sắc thì sanh về cõi vô sắc, tùy theo mỗi cái thiền chứng của họ mà cho tái sanh về mỗi cái cảnh giới, cái cõi khác nhau. Cho nên nó nói đến cái cảnh giới tái sanh của Phật giáo thì phải nói rất là nhiều, rất là đa dạng và rất là phong phú, rất là phong phú. Chứ không phải như là một số tôn giáo là nước trời, chỉ là nước trời, về đó làm đồ chúng cho nước trời, làm giống chúng cho một cái đấng tạo hóa nào đó thì hoàn toàn không còn. Như vậy thì ở đây căn cứ vào cái hạnh nghiệp, do cái nhân duyên, do cái nhân duyên, do cái hạnh nghiệp, duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, và cái duyên nghiệp đó tùy theo mỗi cái duyên nghiệp, cái duyên nghiệp người ta làm bằng như thế nào, tu thiền chứng thiền sanh về đó, hoặc là bố thí, mà bố thí cúng dường nó có trí hay là không có trí, hỗ trợ hay là vô trợ, thì cái quả nó cũng khác nhau rồi, đúng không? Rồi sanh lợi cõi người đó, thì rõ ràng là trên cuộc đời này đó thì như là trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì Đức Phật ngài dạy rằng là nghiệp phân chia chúng sanh ưu thắng hay hạ liệt, cho nên sanh lại làm người thì cũng có người ưu thắng nhưng mà lại cũng có người hạ liệt. Thì cái hạ liệt hay ưu thắng này đó nó tùy vào mỗi hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, và điều đó Đức Phật là một vị chánh đẳng giác hiểu hết tất cả, biết hết tất cả những hạnh nghiệp, duyên nghiệp, căn cơ của chúng sanh là như vậy. Và cái thần thông cuối cùng ở đây đó là nói đến cái lậu tận minh, hay cái minh cuối cùng, tức là Asavakkha Giác Nhana, Nhana có nghĩa là cái lậu tận minh. Thì ở đây với một cái vị mà tu tập, chúng ta thấy trong cái hệ thống mà tứ lậu đó, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu đó, thì Bậc Thánh Tu Đà Vờn, Bậc Thánh Tư Đà Hàm, Bậc Thánh A Na Hàm, vị đó có thể lần lượt thấy được Niết Bàn qua cái trí đạo của mình, qua cái trí đạo, qua bằng cái trí đạo, tức là cái trí ở trong tâm đạo. Và mỗi một tầng thánh như vậy đó sanh khởi lên thấy Niết Bàn, cũng như là chúng ta nghe nhiều cái ví dụ giống như là thấy cái ánh chớp của ban đêm như vậy, ánh chớp của sao trời lé lên ở tận cùng trời, ở tận chân trời thấy lé sáng lên. Rồi cái khác với lại một cái việc mà thấy cái ánh sáng của tận, cái ánh sáng mà chúng ta thấy của mặt trăng, ánh sáng của ban ngày, ánh sáng của mặt trời, khác cái đó. Thì cái vị mà thấm Tu Đà Vờn cũng thấy Niết Bàn, nhưng mà thấy lần đầu tiên. Rồi tới vị thấm Tư Đà Hàm, tức là bậc thấm nhị quả, nhị quả cũng thấy được Niết Bàn lần thứ hai, vị thánh tam quả thì cũng thấy Niết Bàn lần thứ ba, lần lượt như vậy. Và vị thánh tứ quả là vị thấy mà đoạn tận được, mà đoạn tận được tất cả các cái lậu hoặc. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà nó lậu tận minh, tức là vị ấy giác ngộ thông qua lý tứ đế, thông qua lý tứ đế. Bởi vì trong lý tứ đế đó là bốn cái sự thật là khổ, tập, diệt đạo. Khổ, tập, diệt đạo. Khổ là một sự thật.
tập đế là nguyên nhân là một sự thật, diệt đế là một cái thành quả là một sự thật, và đạo đế là phương pháp để hành đưa đến cái thành quả đó. Mặc dù đạo đế và diệt đế không phải là hệ thống nhân quả, không phải là hệ nhân quả nha, nhưng mà cái điều kiện của đạo đế tức là một người, một bậc thánh mà thấy được sự khổ, thấy được sự khổ. Sự khổ đó là gì? Sự khổ của sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Sự khổ đó là hiện khởi của thân quẩn. Mà bắt nguồn cái sự khổ đó là từ đâu? Từ tham ái. Từ tham ái. Cho nên tham ái được sự thật đó, đó là tập đế. Bởi nó là tập khởi của sự khổ mà. Nó là một đưa đến sự khổ, điều kiện để đưa đến khổ. Cho nên sở dĩ mà có sự khổ đó là vì tham ái. Chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc đời đó, là sở dĩ mà chúng ta có tái sanh vì tham ái, cho nên khiến chúng ta tái sanh. Do tham ái cho nên khiến chúng ta tái sanh. Bởi vì tham ái nó là khao khát, nó là mong muốn, khao khát. Rồi chúng ta nói rằng trong cuộc đời này sở dĩ mình bị khổ là mình khao khát vì tham ái, mình mong muốn được cái này, mong được cái kia, mong muốn được cái nọ. Khi mong muốn như vậy đó là sự khao khát. Mình được sức khỏe, khi mà mình chưa có sức khỏe thì mình mong muốn mình có sức khỏe, thì mình khao khát mình có được sức khỏe. Rồi mình chưa có tuổi thọ thì mình mong muốn mình sẽ có tuổi thọ. Hoặc là mình chưa có sắc đẹp thì mình lại mong muốn mình có sắc đẹp. Mặc dù là về cái phước ngũ lậu, ai có được sức khỏe, sức lực, ai có được sắc đẹp, ai có được danh vọng, thì cái đó là cái tôi. Nhưng mà rồi đó, trong cái sự không có của mình mà mình mong muốn khao khát để có những cái điều đó, một sự khao khát ở cái tham ái đó. Cho nên là có tham ái, cho nên là chúng ta có rồi có ái là diễn biến trong sự sống thực của chúng ta đang mang ở đây một cách nhỏ. Cho nên thấy rõ ràng là sự khổ này là chắc thật, không có khác ở đây cả. Mà cổ đế là các ngài biết, nói trong di vật cổ đế 81 tâm trình tâm siêu thế ra khi tâm sở hai mươi tám sắc trừ cái tẩy tâm sở tham á, nó là tập đế. Mà tập đế tham ái đó là tham, chứ các ngài thấy có tứ đế tập đế ở hình dạng của diệt khổ phúc. Có rồi đi đó, đó là một trạng thái của khổ. Nhớ đâu nào mình lắm những chẳng qua là cái cảm giác trạng thái cảm thọ thay đổi với nhau. Ngay cả mình những cái hạnh phúc có được cái này cái kia là hạnh phúc theo cái suy nghĩ, mà ngay cả những cái hạnh phúc mà chúng ta cảm rằng chúng ta đang hạnh phúc đó, cái hạnh phúc đó nó bền lắm, thì một người ta từng của chi về sự của ở quẩn, của tưởng quẩn, của hành, của thức quẩn, thì cái đó cũng đều ba cái trạng thái như vậy. Thì ở đây đó có thể nói rằng
cái nguyên nhân đưa đến khổ, đó là từ ở tham cho nên khổ. Rồi thấy một chỗ nữa, biết được một chỗ nữa là niết bàn đó, là cái chỗ không chấm dứt, chỗ không chấm dứt, chấm dứt là cái thái chấm dứt khổ. Thì theo nghĩa, cái cách định nghĩa, niết bàn là sự chấm dứt năm uẩn, niết bàn là không còn hiện khởi của pháp hữu vi, hay niết bàn là trừ cả các cái phiền não, diệt trừ tất cả các cái phiền não, không còn hiện hữu của phiền não nữa, thì cái đó được gọi là niết bàn. Hay là thì niết bàn là chấm dứt tất cả các pháp hữu vi. Thì ở đây đó chúng ta thấy có một cái nơi mà ở đây nói một cái nơi, chúng ta mượn cái nơi, sự thật ra là nó không có nơi vậy, mà là một khi mà một vị hành giả đạt chứng đắc được niết bàn đó, thì vì đó không còn hiện hữu của năm uẩn, không còn hiện hữu nữa. Thành nói cách tức là không có hiện hữu của tất cả các pháp hữu vi ở đây. Như vậy được gọi là niết bàn. Mà để có được cái niết bàn, chữ thanh tịnh của niết bàn, tịch tịnh của niết bàn, thì vị đó phải tu tập đạo đế, tu tập đạo đế. Như vậy thì khi mà mình tu tập đạo đế, tức là tu tập giới, định và tuệ, hay tu tập 37 phẩm trợ giác ngộ, để mà chứng đắc quả thánh, thành tựu được quả, thành tựu quả vị thánh, đặc biệt là quả hậu cái tướng hiện lậu hoàn toàn. Ở đây mình nói bốn cái lậu, nhưng sự thật ra là mỗi cái pháp lậu này, thí dụ như về kiến lậu đó, thì bậc thánh tu đầu quần đã đoạn được. Còn những cái lậu còn lại như là dục lậu, rồi vô minh lậu, hay là thì đối với bậc thánh tam quả, bậc thánh tứ quả thì các ngài đoạn tận hoàn toàn. Và khi mà chứng đắc quả vị A La Hán hoàn toàn, lậu tận, lậu tận tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu được đoạn tận và chứng đắc được quả vị hoàn toàn giải thoát, quả vị thánh vô lậu giải thoát đó, tức là không còn các cái lậu hoặc phiền não nữa, thì đó mới là một cái trạng thái mà vị ấy có được cái lậu tận mình, có được lậu tận mình. Thì chúng ta thấy lại nè, nếu mà mình nói về cái thần thông thánh trí đó, thần thông đó, thì cái sanh tử minh, hay là cái sanh tử minh, hay là thiên nhãn minh, hay là sanh tử minh, hoặc là túc mạng minh đó, thì có thể nói rằng bậc cái người mà phàm phu mà chứng đắc thiền đó, cũng có được. Nhưng mà nói đến bậc thánh đó, thì nói đến tam minh đó, thì một vị mà vừa đạt được cái tâm giải thoát và tệ giải thoát, tức là một vị vừa tu chứng thiền hiệp thế, chứng được các cái thần thông tâm trí đó, và vừa chứng quả vị A-la-hán, ai gọi là tâm giải thoát và tệ giải thoát, thì vị đó đạt được cái lậu tận minh. Lậu tận minh tức là, hay là một vị chứng tam minh, một vị chứng tam minh thì gọi là một vị A-la-hán chứng tam minh, tức là có được cái túc mạng minh, có được cái sanh tử minh, hay gọi là thiên nhãn minh chẳng hạn như vậy. Rồi có được cái lậu tận minh, thì vị đấy đạt được cái gọi là một vị mà vừa chứng thiền hiệp thế, vừa là chứng đắc được đạo quả giải thoát vô lậu. Vì vậy cho nên là ở đây trong cái bài học và trong cái thời gian cho phép, chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý nghĩ ở trong cái bài học hôm nay. Rõ ràng là còn những cái nhiều vấn đề để bàn sâu rộng thêm, sẽ thỉnh chư tôn đức chia sẻ thêm để chúng ta, đại chúng chúng ta được lợi lạc thêm. Bây giờ chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức. Chào tạm biệt quý Phật tử.
Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Hình như là không có thượng tọa giác đẳng trong room của quý vị. Dạ có thượng tọa giác đẳng không ạ? Con nếu có thượng tọa giác đẳng thì con kính thỉnh thượng tọa. Ồ, thượng tọa rời Zoom rồi hả? Trước sau thì chúng tôi cũng vẫn như mọi khi đi. Tại vì mấy bữa rày đó là thượng tọa giác đẳng không có vào Zoom để sinh hoạt. Do vậy thì vị nào giảng xong thì vị đó tự nêu câu hỏi để chư vị giảng sư còn lại đó trả lời vậy thôi. Quý vị có thấy thượng tọa giác đẳng có soạn cho cái câu khẩu lệnh nào không? Dạ không, không có hả? Rồi thôi vậy bây giờ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Thích Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Bài đầu tiên thì con xin kính thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu, sư phụ Tỳ Siêu an nghỉ chia sẻ thêm về cái điều mà con muốn hỏi hôm nay đó. Tức là hôm nay học về vấn đề ba minh, túc mạng minh, sinh tử minh và lậu tận minh, thì con xin hỏi tòa Tỳ Siêu đó là cái giữa cái lục thông và tam minh ở đây đó, thì thường là con nghe nói là trong các vị đệ tử của Đức Phật có những vị là không có chứng lục thông, có vị thì chứng lục thông, có vị thì chứng tam minh, thì cái giữa cái minh cũng như ở đây nêu là ba cái minh là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh, thì con hiểu vậy, nhưng mà giữa cái túc mạng minh, cái sanh tử minh và lậu tận minh đó, nó có khác gì với lại lục thông hay không? Nó lục thông. Nếu mà mình nói rằng còn cái việc mà cái biết, cái thấy của một vị A-la-hán, hay là cái thấy cái biết của một vị chánh đẳng chánh giác, thì nó có giới hạn, nó có khác biệt gì hay không về cái đời sống sanh tử của hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh trong các cái cảnh giới như vậy, thì con kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giúp cho đại chúng chúng con hiểu thêm phần này. Dạ, con kính thỉnh. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư thiền đoàn đại Đức Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Trước hết, vậy chúng ta nên nhận xét về sinh tử minh trước. Cái sinh tử minh đó, với thiền nhãn thông, hai hai cái đó
thì nó giống nhau. Vì ở trong trường một kinh, một cái bài kinh Sa Môn Quả, cũng như các cái bài kinh khác có đề cập đến một vị tỳ kheo với cái tâm định tĩnh thuần tịnh nhu nhuyễn, dễ sử dụng vì để hướng tâm đến cái sự sanh tử của chúng sanh. Vì đó thấy được những chúng sanh đang chết và đang tái sanh ở cảnh giới khác, có tốt có xấu, có cao sang có hạ liệt, tùy theo cái nghiệp mà người đã tạo. Vì nó biết rõ, thấy rõ những chúng sanh này do có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, có tà kiến và có tạo nghiệp liên quan đến tà kiến, nên sau khi mình chung ở đó, mình chung ở đây chết sanh ở đó, mình chung ở đó chết sanh ở đây, sanh xuống địa ngục hay là đọa xứ khổ cảnh theo cái hành nghiệp ác. Vì đó thấy rõ những người này được tái sinh về cõi trời thiên giới là do vì đó có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, có chánh kiến và có hành nghiệp liên quan đến chánh kiến, nên sau khi mình chung ở đó tái sinh ở đây, và sau khi mình chung ở đây tái sinh ở đó tùy theo cái việc thiện đó là được cao sang kim sắc vân vân. Cái đó gọi là sanh tử minh. Nhưng mà cái sanh tử bên này nó có lại có liên quan đến cái điếp và chặt khú, tức là thiên nhãn thông. Thì thiên nhãn thông này là do vị đó chứng đắc được cái thiền, trong đó thiền cơ, ngũ thiền, sắc giới, với thiên nhãn thanh tịnh, vị đó thấy biết. Nhưng mà khi mà đặt đến vấn đề sanh tử thông hay sanh tử minh là do thiên nhãn thông thấy biết. Nhưng mà thiên nhãn thông thì vị hành giả đắc thiền sau khi nhập thiền cơ xuất thiền, vị đó tác ý và có sự quyết định rằng các cái hình ảnh, các hình sắc của các vị chư thiên, các vị phẩm thiên, những lời quả sanh hãy hiện rõ trong mắt ta, thì vị đó sẽ nhìn thấy. Dầu cho vi tế hay dầu cho ẩn khuất ở chỗ nào thì vị đó cũng nhìn thấy được, do cái mãnh lực của thiền định. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đã phân biệt, chúng ta đã nắm rõ được ý nghĩa của thiền nhãn thông và sanh tử minh,
Thì bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là lục thông với tam minh. Nó khác nhau, giống nhau như thế nào? Ở đây thưa quý vị, tâm minh như chúng ta học trong bài học ngày hôm nay, tức là trí nhớ lại đời sống quá khứ, cái này được gọi là, nếu nói theo trong lục thông thì nói là túc mạng thông. Và lậu tận minh, tức là cái trí đoạn tận các lậu hoặc. Theo trong lục thông thì sắc thông thì nói là lậu tận thông. Mặc dù tên gọi khác nhau như vậy, nhưng mà túc mạng minh đồng nghĩa với túc mạng thông. Sanh tử minh đồng nghĩa với thiên nhãn thông. Lậu tận minh đồng nghĩa với lậu tận thông. Bây giờ chỉ còn ba thông còn lại không được, không có kể trong cái danh sách của tâm minh, không kể trong danh sách của quý cha. Trước hết đây là biến hóa thông, ý thiên vị tha. Một vị, một vị đã chứng được từ sơ thiền cho đến phi tưởng, phi phi tưởng sự thiền. Vị đó có khả năng tự tại trong cái việc nhập thiền, sự thiền. Lại nữa, vị này thiện xảo trong vấn đề các chứng thiền với các biến xứ, các xứ nát, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Sau khi chứng thiền với các biến xứ và thuần thục trong cái việc nhập thiền xuất thiền, vị đó mới trở lại với cái gọi là Padakacchana, tức là thiền cơ, tức là ngũ thiền sắc giới, với 10 cái biến xứ mà vị đó đã nhập thiền, đắc thiền, đã đắc thiền, đã nhập thiền, đắc thiền với cái điều của biến xứ đó. Khi mà xuất thiền rồi, xuất thiền cơ rồi, rồi vị đó có tác ý quyết định: ta sẽ biến hóa một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, hiện hình và biến mất. Hay là vị đó có tác ý quyết định sẽ lặn xuống và sẽ trồi lên mặt đất như là lặn trong nước. Thì đối với trường hợp này là do đắc thiền với địa mục đất, ở địa mục nước. Còn nếu bị đã đi trên mặt nước mà không có bị vỡ, không có bị chìm, đó là do vị này nhập thiền với hiện thông, với cái địa mục thuần thục là địa mục đất. Vị đã nhìn thấy phía trước mặt, mặc dù hồi nãy họ dục xong, nhưng khi vị đó quyết định trở thành đất thì nó trở thành mặt đất cứng rắn để vị đã đi ngang qua.
hay là vị đó đi trên hư không, đứng trên hư không, ngồi trên hư không, nằm trên hư không, di chuyển trên hư không như con chim mà không có bị rớt xuống, đó là vị này cũng nhập cái địa ngục thiền đất. Đất vị này có thể nhập thiền, nhập thiền cơ, xả thiền, rồi vị này có cái sự, có cái quyết định thiết thần á, chiết tiền á, có sự quyết định là mặt trời, mặt trăng, hải gần, hoặc là vị này biến cái tay dài ra để vị đó một rờ mặt trăng, rờ mặt trời, hay là vị đó với cái thân này vị đi du hành đến cái cõi phạm thiên, cõi chư thiên thôi. Mặc dù các cái cõi đó ở xa nhưng mà vị này có thể biến, có thể thu ngắn cái con đường đó lại để thấy được các cái cõi đó gần, rồi các vị đó đi, đi đến. Những cái trường hợp này được gọi là biến hóa không, mà Đức Phật và chư vị A-la-hán vẫn thường dùng. Rồi thi dĩ thông, thi dĩ thông đúng ra là dùng cái lipasotat, tức là dùng cái nhãn giới, cái nhĩ giới. Nhĩ giới tức là lỗ tai. Thay vì các vị quá sanh như chư thiên, họ có cái thi dĩ thông, tức là lỗ tai của chư thiên, toàn bộ có thể nghe được những cái âm thanh của loài người, loài trời. Vị này quý vị, khi mà vị đó ở rừng, vị đó nhập thiền, xả thiền, rồi vị đó với cái ý muốn là nghe tất cả những âm thanh của chư thiên và của nhân loại ở gần ở xa, thì tức khắc vị đó nghe được, gọi là thiên nhĩ thông. Và tha tâm thông, gọi là chê tô bân giác nhà nát. Vị này có quyết định sau khi nhập thiền, xuất thiền, vị này quyết định là biết được tâm của người khác, khởi lên cái tâm tham, hay là người tâm của người khác có tâm sân, hoặc là tâm không tham, tâm không sân. Thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là khi nói đến lục thông đó, là nói đến biến hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lộ tượng thông. Còn khi nói đến tâm minh đó, thì chỉ có nói đến ba cái thông sau, tức là túc mạng minh, túc mạng thông, sanh tử minh, tức là thiên nhãn thông, và lộ tượng minh, lộ tượng thông, ba cái đó thôi. Nhưng ở đây khi mà chúng ta nói đến lục thông của vị, mà nói đến tâm minh của vị, thì cái thông thứ sáu hay là minh thứ ba, đầu quả là hán. Còn túc mạng minh, sanh tử minh, hay là năm thông, ngũ thông, biến hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, thì cái đó nó thuộc về cái kết quả do năng lực của thiền định thì thế. Thì ở đây chúng ta nên
hiểu rằng là không phải vị A-la-hán nào cũng có thể đắc tha tâm thông. Vị A-la-hán có nhiều hạng. Bậc A-la-hán là tâm minh, như là vị A-la-hán đã đạt được ba minh mà chúng ta học ngày hôm nay, rồi vị A-la-hán lục thông, sát lắc phi nha, là sát thông chúng tôi đã kể, vị A-la-hán là bậc tuệ giải thoát, tức là chỉ có đắc đạo quả A-la-hán nhưng mà không có thiền, không có thông nào hết. Chỉ có lậu tận minh, lậu tận thông thôi. Rồi vị A-la-hán câu phần giải thoát cũng phải tu Pha-gát-vi-bhu-tá, tức là vị A-la-hán chứng đắc cả hai phần giải thoát là tâm giải thoát và tự giải thoát, tức là đắc lục thông. Lẽ ra thì cái bậc mà câu phần giải thoát đó, chúng ta gọi là bậc lục thông. Bậc tâm minh cũng là câu phần giải thoát, bởi vì chỉ có minh thứ ba đó mới là tuệ giải thoát, còn hai minh trước là túc mạng minh với sa tử minh thì thuộc về thông hiệp thế. Nhưng mà tại sao chia làm năm thì ở đây thì vì trong thân tịnh đạo nói rằng là đối với vị mà đắc thiền đó, trong trăm người ngàn người chỉ có một người là hiện thông được thôi, khó lắm chứ không phải chuyện dễ, khó lắm. Và khi mà đắc thiền mà hiện thông đó thì có vị hiện được, thực hiện được thông này mà không thực hiện thông khác. Vì vậy cho nên không thể nói hết, không thể nói một cái mà nó gồm cả nhiều cái. Nếu mà chúng ta một cái gồm cả nhiều cái thì chúng ta có thể nói như này: thật ra bậc A-la-hán chỉ có ba bậc thôi, tức là bậc A-la-hán thiền khô hay là bậc tuệ giải thoát và nhờ mình bước tiếp, là vị đó chỉ có đắc đạo quả A-la-hán khô phiền não chứ không có đắc thiền thì thế. Thứ hai là cái bậc đắc được câu phần giải thoát, tức là chứng đắc cả hai phần tâm giải thoát, tuệ giải thoát, có cả thì hiện thế và thì siêu thế nữa. Và thứ ba là bậc đắc tuệ phân tích, phát thí xăm phi đắc bạc tô. Thật ra thì chúng ta chỉ phân ra ba hạng như vậy đủ rồi, nhưng mà vì cái bậc câu phần giải thoát đó nó có hai trường hợp: một là bậc câu phần giải thoát, nó có ba trường hợp: một là vị câu phần giải thoát nhưng mà vị đó không có hiện thông, hoặc là bậc câu phần giải thoát tâm minh, hoặc là bậc câu phần giải thoát mà đắc cả lục thông. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng cái bậc câu phần giải thoát, câu phần tức là hai phần, cả hai
hai cái sự giải thoát là tâm giải thoát, tự giải thoát, thì cái vị mà câu phần giải thoát được nói riêng là tại vì ám chỉ cho cái vị có đắc thiền, vị A La Hán có đắc thiền nhưng mà cũng còn thông. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải phân tích rõ để chúng ta hiểu được cái nó không có bị chồng chéo, nó không có bị chồng chéo về cái vấn đề lục thông với tâm minh. Và ở đây khi mà chúng ta luận bàn cái này, chúng ta chỉ nói một cách tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Bởi vì như chúng ta nghe thấy rằng trong cái đêm giác ngộ dưới cội cái Bồ Đề, thì canh đầu là Đức Bồ Tát Ngài chứng thiền, Ngài đắc được túc mạng minh. Canh giữa của đêm Ngài đắc luôn, Ngài đắc tới sanh tử minh, đến canh cuối là mới đắc lộ tận minh, để sáng hôm sau này trở thành vị chánh đẳng giác. Thì chúng ta tưởng chừng này cũng chỉ là vị A La Hán toàn giác, mà A La Hán tam minh, nhưng kỳ thật thì Ngài gồm cả lục thông nữa chứ, Ngài gồm cả lục thông, mà lục thông của Ngài đặc biệt là trong cái lục thông đó không có kể đến cái vấn đề lục thông của vị A La Hán thông thường, vị A La Hán tinh văn đó, thì không có nó không có khả năng gọi là mano mà giết thi, tức là cái thần thông mà ý quá thông đó, tức là một thân Ngài có thể là biến, Ngài biến thành cái hình khác là do cái tâm. Thí dụ như bây giờ một thân biến thành nhiều thân giống như Ngài thì được, mà nhiều thân giống như là Ngài Thu Lắp Ba Thất Cát chẳng hạn, thì một thân biến thành nhiều thân cái đó là do ý quá thông thì được rồi. Nhưng mà ý quá thông đó thì nó đặc biệt cái cho quý vị, chẳng hạn như là ở vị đó có thể biết ra người khác đang đứng, thí dụ như Đức Phật Ngài muốn tiếp độ, Ngài muốn thuyết pháp tiếp độ cho Hòa hậu Khê Ma, vợ của vua Bimbisara, vì bà không có niềm tin đến Phật pháp, bà chưa có niềm tin, bà rất là cố chấp về cái nhan sắc của bà, cho nên bà sợ đi đến Đức Phật. Rồi Ngài thuyết pháp là chê trách về cái thân này thì bà tự ái lắm, cho nên bà không đi. Sau Đức vua Bimbisara mới là cho những thi sĩ, những nhà họa sĩ vẽ cảnh chùa Trúc Lâm, quê lúa nát, hay là làm thơ để ca ngợi cái cảnh hữu tình của quê lúa nát, làm cho bà hoàng hậu này và tò mò mới đi đến. Thì đi đến á, lúc mà đến gần Đức Phật rồi, bà mới thấy ở bên cạnh cái Đức Phật á, có một cái cô thiếu nữ trẻ đẹp đẹp như tiên nữ vậy, đang đứng và hầu Đức Thế Tôn. Cái đó là do thần thông của Đức Thế Tôn mà yếu quá. Rồi Ngài làm, Ngài dùng thần thông cho cái cô đó, cô thiếu nữ đó đang hoạt hầu như vậy. Bỗng nhiên từ cái con gái 16 tuổi đến 18, 20, rồi bắt đầu già lên một chút là cỡ khoảng từ 30, 40, 50, 60, rồi trở thành một bà già 70 tuổi, 80 tuổi, và cũng cần cái quạt để mà quạt hậu Đức Thế Tôn. Cuối cùng thì
thân đó run rẩy và ngã xuống. Thì lúc bây giờ theo dõi cận sát như vậy đó, và hộ khi ma đến cảm thấy kinh hãi với cái xác thân này, và bà khi biết bà cái tâm đã nhu thuận đến Thế Tôn là như thế, cho bà nghe thời pháp và chứng quả tu được quần sinh xuất gia thì cô ly và sau đó chứng a la hán, thì cái biến hóa ra người này người kia, hoặc là mình vị đó là con người nhưng mà vị đó biến hóa ra thành một con voi hay là một con sư tử vân vân, không phải là ngài biến thành con sư tử mà ngài ngồi đây đang nói chuyện với người đó, mà ngài biến hiện một con sư tử đang đi lại gần cho người kia thấy, thì cái đó là ý của thông Mano và nhất trí. Đặc biệt thứ gì, và Đức Phật ngài còn có một cái thần thông khác nữa, không ai làm được, đệ tử ngài không ai làm được, đó là Yamakat Patihariya, tức là song thông. Song thông tức là ngài phải vận dụng cái khả năng cùng một lúc, gần như là cùng một lúc, là hai cái đề mục tương phản với nhau. Như là Đức Thế Tôn này, thân của ngài chiếu ra quanh ánh sáng có hào quang màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, thì như vậy có nhiều cái đề mục màu xanh, đề mục màu vàng đỏ sáng biến sức. Hoặc là từ nơi thân của ngài ở phía trên thì phóng ra những cái giọt nước, ở phía dưới thì là lửa. Nước và lửa là hai cái tương phản với nhau, mà trong khi đó Đức Thế Tôn ngài phải vận dụng làm sao để một tia lửa một tia nước, một tia lửa một tia nước như vậy. Cái đó gọi là hiện song thông. Những cái thần thông này nó đặc biệt, chứ không phải là chỉ, chúng ta đừng có nghĩ rằng là trong cái đêm giác ngộ mà ngài đắc được có chỉ có tam minh như vậy. Ngài thần thông yếu hơn đệ tử ngài là ngài Mộng Liên đâu, là ngài bao trùm á, biết thế tôi là bao trùm thần thông. Tử ngài có nhiều cái không có chịu nổi, không được chịu nổi. Nhưng mà sĩ lúc mà ngài ông cấp cô độc cũng thỉnh ngài đi về Sakita để mà trai tăng đó, lúc bây giờ ngài thấy cái con lập vương Nando Bananda, ngài có thể cảm hóa nó được, không còn hung dữ. Cái ngài mới cùng với 500 vị tỳ kheo đi lên cổ trời Đau Lợi. Thì trong lúc đi vậy là phải đi ngang qua một cái ngọn núi, và lúc bây giờ cái rồng chúa Nando Bananda nó quấn quanh cái ngọn núi, và nó chặn đường Đức Phật. Ngài Rát Thất Bà La xin Đức Phật để đi cảm hóa. Ngài cũng có thần thông, Ngài Rát Thất Bà La cũng có thần thông lắm. Trong cái bài kinh Rát Thất Bà La chúng ta nghe, chúng ta thấy là một vị tỳ kheo A La Hán đơn giản chỉ thuyết cho cô con giá nghe về bốn cái bản chất cuộc đời, đời là vô thường, đi đến chỗ diệt vân vân, ngài chỉ thuyết vậy. Nhưng mà ở trong kinh chú giải nói, ngài Rát Thất Bà La lúc đó ngài lên đảnh lễ Đức Phật để con đi thông phục rồng chúa Nanda Vananda, Đức Phật này không cho, mặc dù ngài có thể Rát Thất Bà La có thể thông. Thì ngài thấy rằng là chỉ có Mokkalana, tức là nhà Mộng Liên, là mới có thần thông thứ thiệt á, thần thông dữ hơn nữa, mới có thể cảm hóa được, thu phục được rồng chúa Nanda Vananda. Cho nên ngài
bảo Nagavananda ở ngài bảo Moggallana đi, thì ngài Mô Liên ngài đi đến thay vì Đức Phật ngài đến ngài thu thu phục cũng được, nhưng mà người ta thấy cái chuyện đó đệ tử của ngài là đủ khả năng rồi thì thôi ngài để đệ tử ngài làm là thu phục được rồi. Chúa Nagavananda nhắc lại những cái câu chuyện đó để cho chư tăng với Phật tử chúng ta nên biết rằng là mặc dù ở trong kinh nói đến chỉ có vấn đề tam minh thì chúng ta cũng chưa chưa có khẳng định được vị đó tam minh và biển, còn cái khả năng khác chẳng hạn như Đức Phật, trong trường hợp đó chúng ta nên có cái lòng tin và chỉ hiểu biết để chúng ta có cái lòng tin đó thôi, chứ chúng ta không nên có cái sự kết luận vội vàng hay chúng ta phán đoán cái kiểu này cái kiểu khác có thể làm cho chúng ta bị hoang mang hay chúng ta có sự nghi ngờ. Thì ở đây trở lại vấn đề, chúng ta xin trả lời cái câu hỏi trực tiếp từ Tổ Hợp Tân về vấn đề lục thông và tâm minh như vậy. Bây giờ xin thỉnh thì Tổ Hợp Tân trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sa tổ chúng con kính tri ân Tổ Tề Siêu rất nhiều, nhờ cụ giải thích cho cái việc mà tâm mình và thần thông lục thông, qua đó thì đại chúng có thể hiểu thêm, hiểu rõ về vấn đề mà sư phụ vừa trình bày. Điều con thưa với sẵn thượng tọa thì sư phụ tại siêu còn ở đây đó, thì con xin thưa rằng là cái nói về cái túc mạng minh đó, hay là cái túc mạng minh hoặc là sanh tử minh đó, cái việc mà biết về cái đời sống quá khứ của một vị chánh đẳng chánh giác, do cái nhân nghiệp gì của chúng sanh, hành nghiệp gì của chúng sanh mà cho sanh các cảnh giới khác nhau đó, thì cái biết của một vị chánh đẳng chánh giác nó có khác hay là có hơn gì đối với một cái vị thinh văn hay không ạ? Và ở đây đó thì nếu mà nó cái điều đó thì con thấy rằng có một cái ý thứ hai con muốn hỏi đó, là có khi đó là có những người họ có cái năng lực gì đó nhưng mà họ nhớ vài cái vài kiếp trước, vài kiếp trước, thì cái này đó là nó có thật hay không, hay hoặc là có thật, nếu mà có thật vậy thì cái năng lực gì mà để cho họ nhớ được một vài kiếp như vậy. Con kính thỉnh thưa tòa tề siêu quan hỷ giải thích cho cái chỗ này một chút nữa. Dạ, con kính thỉnh. Nam mô Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa khi mà chúng ta nói đến là chữ ý chí là thần thông,
thì chúng ta nên hiểu rằng ở trên đời này nó có nhiều cái năng lực mà nó thành tựu, chữ ý chí đó có nghĩa thành tựu năng lực thường thường, cái năng lực siêu nhiên, nó do có nhiều cái vấn đề đó. Khi chúng ta đề cập đến thắng trí thần thông thì cái năng lực siêu nhiên đó là do cái tâm thiền định mà có. Ngoài cái tâm thiền định ra đó thì cái năng lực siêu nhiên này nó còn có thể là do nghiệp lực, nó còn có thể do cái mãnh lực của đạo quả, nó có thể do cái phước báo, nó có thể do cái năng lực quá sanh. Cái trường hợp mà các vị chư thiên ở cõi trời Đau Lợi, Đức Trời Đế Thích hay chứng đại thiên vương các vị đã xuống với mọi người và quá hiện cái này cái kia, thì đó là do năng lực quá sanh. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đến tại cái trung xứ của đạo sĩ thợ lửa Uruguayla Aspa, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nhặt cái phấn tẩu y, cái tấm vải ở trong một cái tham ma bồ địa, ngài khởi được cái ý muốn, ý nghĩ bây giờ ta giặt tấm vải này ở đâu, hiện tại khu rừng đâu có, nó không có hồ thưa quý vị. Nhưng mà Đức Trời Đế Thích hiểu được tâm ý của Đức Phật cho nên đã xuống để tạo thành cái hồ nước. Rồi Đức Phật giặt xong, ngài mới nghĩ bây giờ ta phơi tấm vải này ở đâu, thì Đế Thích ngài mới dùng cái thần thông của ngài, thần thông quá sanh đó, để kéo hai cái nhánh cây cho nó nằm xà ngang và nó liền với nhau thành cái xào phơi y cho Đức Phật. Và qua ngày hôm sau, khi mà đạo sĩ thừa lửa Uruguayla Kaspa đi đến mới thắc mắc, mới hỏi mọi người trước đây ở đây đâu có cái hồ nước này, xưa nay ở đây hai cái tàng cây này đâu có giao nhau kiểu này, sao bây giờ lại có? Thì lúc đó Uruguayla Kaspa mới suy nghĩ đây chắc có lẽ là do cái đại thần lực của Sa Môn Gautama, cho nên tâm chúng ta rất là phục Đức Phật. Nhưng mà vì chúng ta nghĩ rằng chỉ chúng ta là A-la-hán thôi, mãi đến khi mà Đức Thế Tôn và dùng nhiều thần thông khác thì chúng ta mới bắt đầu quy phục và xuất gia theo Đức Phật. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc lại cái giai đoạn mà Đức Đề Đế Thích ngày suốt ngày dùng cái thần lực cái quá sanh của mình để tạo ra cái hồ nước hay là tạo ra cái sào phê y, tất cả những cái đó là do năng lực quá sanh tạo thành, làm được hết, làm được hết thôi, quá sanh làm được hết.
Còn cái do nghiệp đó, thì có những trường hợp đó, ví dụ như là cái vị say di gọi là sanh thiết chán, trong lúc mà bà mẹ đang mang thai bầu, đang mang thai đó, bà chết, người ta mới đem người ta quả táng. Lúc mà người ta dùng cái đòn sắt để người ta sóc cái xác lên đó, thì người ta đâm ngay cái bụng, thì trúng nhầm cái chân bài của và thai nhi, nó đau nó khóc thét lên. Lúc đó người ta mới nghĩ rằng thật kỳ lạ, lửa cháy như thế này mà đứa bé không chết, người ta dập tắt lửa, người ta cứu đứa bé. Sao thì đứa bé này chứ nó xuất gia và chứng A La Hán, gọi là sanh thiết chá, tức là xây di đầu sóc, và bị cái đầu sóc nó thọt ngay cái sẹo của mắt á. Thì cái đó là do cái nghiệp, nghiệp lực do nghiệp lực kiếp trước nó trở thành vị A La Hán thì cũng không chết được. Còn do cái phước báo như là ông triệu phú Chùa Thứ Cái chẳng hạn, khi mà ông ta dậm chân xuống đất và ước nguyện rằng một cái tòa lâu đài sẽ nổi lên, thì cái tòa lâu đài được nổi lên, thì cái đó là do cái phước báo. Tôi có phước, ta làm phước nhiều quá cho nên bây giờ ông ta muốn cái gì là làm được cái đó. Cái đó là cái năng lực siêu nhiên mà do phước báo đem lại cho thế giới thần thông. Rồi cái năng lực siêu nhiên nó có một cái trường hợp nữa, ngoài cái hóa sanh, ngoài ra cái nghiệp, ngoài ra cái phước báo, ngoài ra thần thông, thì còn năng lực là do chú thuật, gọi là manta, chú thuật hay là bùa. Chẳng hạn như có cái loại bùa Gatara, loại bùa đó có thể là biến hóa được, có thể biến hóa, có thể đi xuyên qua tường, qua núi, qua vách, như đi trên không hay đi trên mặt nước, hoặc là thăng thiên đồ thổ, thì cái đó là Gatara. Marika có cái loại chú thuật của Marika. Cái chú thuật này, khi mà ta trì tụng chú thuật này thì ngồi đối diện với người khác, người ta dùng, người ta thầm niệm cái chú thuật này là tâm của họ biết được tâm của cái người đối diện suy nghĩ cái gì. Và cái điều này chính là ở trong cái bài kinh Suppa, Suppa. Khi mà thanh niên, khi mà chàng thiện nam xuất phát đi đến bạch với Đức Phật ở tại cái thành phố Nalanda này, dân cư đông đúc, giàu có trù mật, nếu mà Đức Thế Tôn cho phép các vị tỳ kheo dùng thần thông biến hóa để cho thu phục được dân chúng ở trong này trở về Phật giáo, thì về Phật giáo sẽ mạnh, sẽ có nhiều người họ quy ngưỡng theo, họ độ Đức Phật này quở. Ngài mới nói rằng là có những cái chú thuật như Gandhara hay là Manika của tà bàn bàn buôn ngoại đạo, họ có thể biến hóa được. Bây giờ nếu mà các vị tỳ kheo, ta cho phép các vị tỳ kheo làm cái thần thông, những người họ có niềm tin đó, thì họ nói thật là đáng kính thay cho những vị tỳ kheo có nhiều cái năng lực thiền định mới có thần thông biến hóa gì, thì họ tín ngưỡng. Còn những người họ không có niềm tin, họ nói ồ tưởng chuyện gì chứ cái chuyện đó, các vị đạo sĩ mà họ trì chú Vantara họ cũng biến hóa được,
hay là Marika họ có thể đốt biết tâm người khác được, đâu có gì lạ, đâu có đến, đâu có cái gì đặc biệt cho các vị tỳ kheo đệ tử Samugotama đâu, vân vân. Thì ngài giải thích cho ông Thị Nam có nghe ra, xong ngài chính vì chỗ đó mình đây nhàm chán, không muốn cho các vị tỳ kheo dùng thần thông, không có dùng bí quá thông và tha tâm thông, mà Như Lai chỉ tán thán là giáo quá thông thôi, tức là các vị tỳ kheo đi thuyết pháp giáo hóa người khác, giúp cho người ta hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo, thấy giúp cho họ có sự ưa thích quan hỷ trong cái điều thiện mà họ làm, cho họ thấy rõ được cái ân đức của Phật, của Pháp, của Tăng, tin tưởng vào cái lý nghiệp báo, thì như vậy nó sẽ bền vững hơn, mà ngoại đạo không thể làm được. Phật cho phép, cho phép ngài chỉ cho phép con ba loại thần thông đó, thì chỉ có giáo quá thông là ngài cho phép, chứ còn biến quá thông và tha tâm thông là không chấp nhận. Thì như vậy ở đây nó tóm lại là ở đời nó có những cái sự kiện rất là lạ lùng, những năng lực siêu nhiên mà vẫn có thể xảy ra, nhưng mà cái sự xảy ra đó chúng ta khoan, chúng ta đừng vội cho rằng là tất cả đều là do người đó đắc thì đã thành thông, phải. Vì ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói đến rất nhiều trường hợp do quá sanh cũng có, mà do cái năng lực nghiệp cũng có, do năng lực phước báo cũng có, do năng lực thần thông cũng có, mà do năng lực bùa chú cũng có. Cho nên ở đây chúng ta học hiểu, chúng ta biết được những cái năng lực siêu nhiên đó nó có nhiều cái nguyên nhân như vậy, chúng ta mới không có vội tin mà không có vội bỏ. Chúng ta hãy xem như là cái gì nếu mà tu tập đúng đắn đàng hoàng thì cũng có năng lực, còn nếu không thì thôi, chứ chúng ta đừng có mơ ước phải chi mình có thần thông đó, phải chi mình làm được như vậy, như vậy. Cái đó nó không có thoát khỏi sanh già đau chết. Đức Phật ngài quở, ngài không có cho các vị theo sử dụng bừa bãi thần thông. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 của Đức Phật Tân. Và như vậy thì bây giờ còn có 2 phút nữa, không có đủ để mà trả lời cho 2-3 câu hỏi nữa đâu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Phật Tân đúc kết cho cái bài học hôm nay, và mời Phật tử ông sĩ họ cước. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư phụ Thầy Siêu rất nhiều. Đã nhờ sư phụ mặc dù trả lời 2 câu nhưng mà cũng đầy đủ với cái ý nghĩa hiểu thêm về cái bài học hôm nay rất nhiều. Thật vậy, đại chúng được nhiều cái sự lợi lạc ở trong việc học Phật Pháp. Thì như chúng ta biết là cái bài học hôm nay nói đến ba cái minh. Túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Thì cái việc này là một trong những cái sở dĩ mà có được những cái điều này là do cái sự tu tập thành đạt của mọi cái bậc mà chúng ta hiểu đó là bậc thánh A-la-hán. Trong các cái vị thánh đệ tử của Đức Phật đã có được như vậy, và điều này nó là cái kết quả của cái việc tu tập trong cái ba cái loại minh hôm nay. Do vậy đó thì thật sự chúng ta được nhiều cái sự lợi lạc, hiểu được cái hành trạng của các bậc thánh, cái sở chứng của các bậc thánh, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập ở trong đời sống của mình. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, chúng tôi xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên triền và mở kinh hướng.
truyền chư tôn đức bản kinh hồi hướng. Kính ni ân thượng tọa Tề Siêu, đại đức Pháp Tính, thượng tọa Minh Hạnh đã dạo lên sinh hoạt. Kính tri ân các vị chư tri chúng, các vị Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý một ngày luôn được sự gia trì lên bản kinh hồi hướng. Tri ân chư tôn đức. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Thầy Tệ Siêu, dạ xa thú lành thay. Từ mận chúng Thầy Tệ, đại chúng, con tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng, tri ân giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên con đường hành trình giảng dạy, hầu đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Cảm ơn đại chúng đã thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ phần hành trong lớp. Tất cả chúc chư tôn đức thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thánh chúc. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ Phật. Kính Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin hãy nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên cùng thiên thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.